Úc Lê Cá Viên Chiên xin mến chúc mọi người dồi dào sức khỏe và thành công qua cái mùa Covid này nha. Thì hôm nay là cũng lâu lắm rồi mọi người, thì cả tuần nay là Úc Lê không có đi bán được, cũng do cái lịch xã hội nên cũng ít đăng clip lên. Thì cũng mong mọi người xem video trên kênh Úc Lê Cá Viên Chiên cũng thông cảm. Thì hôm nay là Úc Lê cũng tiếp tục xin chia sẻ với quý cô chú anh chị và mọi người, đó là một cái một vấn đề về cái nghề cá viên chiên. Thì trong đó là cũng cái câu hỏi là cũng có nhiều anh chị em ở trong quá trình mình đi bán á, thì cũng có hỏi mình á, là cũng có nhiều người cũng thích về cái nghề cá viên chiên này. Thì hỏi mình á là cái tủ này nè, là mình đặt á, đóng gì là một cái tủ như thế này là bao nhiêu tiền. Thì hôm nay là để biết được cái giá cả cũng giống là cách thức đóng như thế nào, thì Úc Lê mời quý cô chú anh chị và các bạn và mọi người cùng xem hết cái video ngày hôm nay nha. Một cái video ngắn này nha. Thì sau lưng Úc Lê đó là cái tủ cá viên chiên. Thì đối với xe của Úc Lê thì cái tủ cũng khá là ngắn gọn nha. Bây giờ thì Úc Lê sẽ quay camera lại để mà quay chi tiết về cái tủ cho mọi người xem nha. Vâng, thì cũng cái tuần nay rồi, xe cũng rất là bụi luôn. Úc Lê cũng đem ra để mà Úc Lê lau chùi nó. Thì nói chung là xe cá viên chiên mình đi bán á, là mình làm những cái món ăn thì lúc nào nó cũng phải cho nó sạch sẽ nha mọi người. Thì cũng phải thường xuyên lau chùi nó, đừng cho bám bụi, cho nó sạch sẽ vệ sinh đó. Thì ở bên trong đây á là cái những cái ngăn. Thì nói chung là tùy theo nha mọi người, tùy theo cái nói chung là tùy theo xe, là làm 3 ngăn hoặc là 4 ngăn, thậm chí còn nhầm xe làm 5 ngăn nữa, thì nhầm xe làm 2 ngăn. Nói chung là tùy theo mỗi cái bố trí của xe đi bán khác nhau, mỗi người thích bố trí tùy thời loại cá viên chiên mình bán bao nhiêu loại thì mình sắp xếp theo ngăn tủ nữa, tùy theo mình đặt ở ngoài cái chỗ tiệm làm cửa nhôm nha người xem. Thì đây là cái xe của mình, nó rất là đơn giản. Thì cái tủ của mình là cái tủ nhỏ nha, để mình quay sơ lược cho mọi người xem một lần nữa. Thì cái tủ của mình đây, nó rất là, mọi người nhìn thấy nó rất là nhỏ gọn. Thì nói chung là so với những cái tủ mà hiện đại bây giờ á, thì nhiều người cũng làm nó rất là, nói chung là màu rất là đẹp luôn, trang trí rất là hoa văn. Nhưng mà đối với mình thì mình ưu tiên chất lượng hơn là cái mẫu mã nha mọi người, chất lượng là quan trọng hơn. Là đối với Úc Lê thì chất lượng trả cá viên chiên ngon và nó phải phù hợp với người tiêu dùng, đó là mới là tiêu chí của Úc Lê. Và thứ nhất, thứ hai nữa là cá viên chiên mình đó là phải tươi sạch, nghĩa là nó hoàn toàn mới, nghĩa là đồ mới. Nói chung là bán cho quý cô chú anh chị và các bạn khách hàng của mình đó là phải đồ những món ăn là chất lượng, đặc biệt đối với những cái em nhỏ mọi người, thì mình bán thì phải những cái đồ nó phải tươi ngon để cho mấy em bé đầu ăn nó mới có sức khỏe và tốt, an toàn thực phẩm nữa. Thì đây, cái xe thì cốt đây thì chẳng nó cũ rồi, thì cũng hơn 4 năm rồi, nó gần 5 năm, nhưng mà nó cũng còn rất là mới nha. Dốt lê ra lau chùi rất là kỹ, mọi người xem nè, từng ngăn kiến nó là rất là trong suốt luôn. Thì chiếc xe này, cái tủ này lúc trước Úc Lê đóng thì nó cũng rẻ nha mọi người, cách đây trên 4 năm thì cái tủ này cũng xấp xỉ khoảng gần 2 triệu à, khoảng 1 triệu chín nè mọi người. Thì nó cũng rất là rẻ, nhưng mà mình về mình còn chế là nhiều thứ lắm, như là cái bệ nè. Cái bệ mình khi mình làm mình phải lưu ý cho cái tiệm nó phải làm cái bệ cho mình nữa. Thì tùy theo loại tủ nha mọi người, mình là cái tủ là tủ đứng phía trước, mình đứng ở phía trên cái yên xe, mình đứng bên chiên một bên, còn một bên là mình để chả. Còn nói một số cái xe khác nữa, một số xe thì nó to hơn, cao hơn, thì người ta sẽ thiết kế cái cửa nó mở ở phía sau này nè, đứng ở phía sau của cái gầm xe này để mà chiên luôn nha. Thì chả để xuống đây thì chả nó nằm ở mép bên hông đây, hoặc là nó nằm ở mép bên hông đây nè mọi người, bên hông bên đây, nghĩa là mình thụt tay từ đây thụt vô nè, mình lấy chả. Hoặc là hay là mình thụt từ đây ra, mình thụt tay thẳng đây luôn, cái ngăn để xéo qua trước. Nói chung là cũng rất là nhiều, nhưng mà những cái tủ như vậy thì nó giá nó sẽ cao hơn cái tủ này nha. Cái tủ này thì nói chung là nó nhỏ gọn và nó rất là, nói chung là rất đầy đủ, nhưng mà nó rẻ hơn, nó có tầm khoảng 2 triệu thôi. Nhưng mà đối với những cái tủ
Màu sắc hoa văn như vậy á, thì nó kiểu nó nhiều hơn thì nó sẽ cao tầm khoảng 2,5 triệu nha mọi người. Thì tùy theo mình thật thôi. Cái là tủ nó làm bằng, nếu mình làm bằng nhôm á thì nó rẻ hơn, còn nếu mà mình làm bằng sắt á thì nó sẽ mắc hơn nha. Rồi sau đó mình sẽ sân si nhiều thứ vô nữa để cho cái tủ nó hoàn thiện hơn. Rồi xem thì cái giá của nó cũng tầm khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu nha mọi người một cái tủ như vậy, tùy theo cái mỗi kiểu thôi. Đó là những cái tủ nhôm thôi nha, còn những cái đặc dạng khác như là về cái ba ga hay là về những cái chổi dù hay là những bệ tương vân vân, làm đó là mình tự lắp ráp vô thì cái giá nó sẽ tăng lên nữa. Nhưng mà còn rất là nhiều phụ kiện đi kèm với cái tủ nữa nha mọi người, chứ không phải là đơn giản chỉ có tủ không. Thì có nhiều anh chị em thì đặt vấn đề là hỏi mình cái tủ thôi. Hôm nay là Úc Lê xin chia sẻ và giải đáp mọi người, đó là về những cái tủ này thôi. Thì cái tủ có giá nó tầm khoảng từ 2 triệu đến khoảng 3 triệu là cái tủ nó ok nha mọi người, cũng tương đối. Thì mình thấy cái tầm giá này cũng khá là trung bình này, nó cũng không cao, nó cũng không thấp nữa. Thì đối với Úc Lê thì bán quen cái tủ này rồi, thì Úc Lê sử dụng nó rất là quen thuộc với nó, nên Úc Lê ưu tiên Úc Lê sẽ sử dụng cái tủ kiểu như thế này thì nó sẽ gọn hơn nha. Một số anh chị em thì thấy là sử dụng cái tủ ở phía sau thì cũng rất là tiện, tại vì tùy theo thói quen của mỗi người, muốn đứng ở phía nào mình chiên thì mình sẽ đặt, mình đóng những cái tủ như thế đó để mà mình chiên, cái mình hoạt động cho nó nhanh rẻ ha. Thì Úc Lê vừa chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn mọi người, đó là xem về cái câu hỏi giải đáp, đó là về cái tủ đi bán cá viên chiên này, đó là khoảng bao nhiêu tiền. Và nói chung là Úc Lê cũng chia sẻ rất là kỹ, đó là tùy theo từng cái loại tủ và tùy theo cái, nói chung là cái sở thích của mỗi người, là cách bán như thế nào, mình đặt cái tủ theo cái yêu cầu của mình thì cái giá cả nó sẽ chênh lệch. Nói chung là tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu một cái, và mình thêm phụ kiện thì kẹp thì nữa thì nó tiền nó sẽ tăng lên nữa. Nói chung là tùy theo mỗi người thôi, hay là muốn lắp ráp nó đẹp hơn hay là tân tiến hơn thì nó giá nó sẽ cao hơn nha mọi người. Vâng, thì nếu cảm thấy Úc Lê chia sẻ về cái nghề cá nhân chiên hay và hữu ích thì mong mọi người hãy nhớ cho Úc Lê một like và nhớ đăng ký kênh bật chuông báo để nhận những video tiếp theo nha. Bây giờ thì Úc Lê thân ái chào tạm biệt và kính chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Bye bye.